Australia từng được mệnh danh là thiên đường của động vật hoang dã, thế nhưng những cánh rừng nơi đây đã trở nên trơ trụi, xác động vật nằm la liệt khắp nơi. Chúng tôi dành ra hàng giờ tìm kiếm tại những cánh rừng sau đám cháy, xác động vật la liệt, gấu túi, chuột túi và rất nhiều loài khác. Trận hỏa hoạn bất ngờ này đã tàn phá môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật hoang dã tại Australia. Theo ước tính mới của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF ở Australia, đợt cháy rừng nghiêm trọng tại nước này đến nay đã giết chết hơn 1,25 tỷ động vật trực tiếp lẫn gián tiếp. Hàng ngày, các tổ chức tình nguyện quốc tế vẫn nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giải cứu những cá thể may mắn sống sót sau thảm họa. Mặc dù may mắn thoát chết trong trận cháy rừng, những con vật sống sót này vẫn có thể bị chết sau đó vì bị thương hoặc thiếu thức ăn, nước uống do môi trường sống bị phá hủy. Mỗi ngày trôi qua, những con vật may mắn sống sót nhưng bị thương sẽ yếu đi. Chúng tôi cần nhanh chóng tìm kiếm và giải cứu chúng. Chúng ta không có nhiều thời gian. Về phía mình, chính phủ Australia cũng đã tuyên bố chi 50 triệu đô la Australia, tương đương với 35 triệu đô la Mỹ, để cứu trợ động vật hoang dã cũng như khắc phục hậu quả sau cháy rừng.